Xin chào quý vị và các bạn. Di chuyển nhanh và tăng cường độ, chỉ trong một ngày, cơn bão số 1 đã đi xuyên qua Vịnh Bắc Bộ và đến chiều tối ngày hôm nay thì nó đã đổ bộ vào bờ biển các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão có cường độ là cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Như vậy là từ tối nay thì vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh Thái Bình, Nam Định. Vùng tâm bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực các tỉnh từ Nam Quảng Ninh cho đến Bắc Thanh Hóa. Trong đêm nay thì bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ sáng ngày mai 28 tháng 7, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất ở mức cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Trong sáng và trưa mai thì áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của bão sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vùng biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 12, biển động rất mạnh. Vùng ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh cho đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Dự báo ngày mai khi mà áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp ở trên khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt do bão số 1 gây ra phổ biến từ 100 cho đến 200mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng, các tỉnh thuộc Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và Việt Bắc, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Riêng khu vực Hà Nội sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và từ tối nay cho đến hết đêm ngày 28 tháng 7 sẽ có mưa rất to, lượng mưa vào khoảng từ 100 cho đến 200mm. Các khu vực còn lại của miền Trung, từ Nghệ An trở vào cho đến Quảng Trị cũng sẽ có mưa trong nốt đêm nay đến sáng ngày mai. Từ trưa chiều mai thì mưa giảm và nền nhiệt độ sẽ còn ở ngưỡng dễ chịu. Trong khi đó, tại các thành phố từ Huế trở vào cho đến Bình Thuận, nằm xa ở phía nam của hoàn lưu bão nên ít bị ảnh hưởng, thời tiết có mưa vài nơi cùng với mức nhiệt trưa chiều phổ biến từ 32 cho đến 34 độ. Bão đi sâu vào đất liền cùng lúc với gió Tây Nam giảm tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Do vậy, trong 24 giờ tới, mưa tại các tỉnh thành ở phía Nam có xu hướng giảm hơn về cường độ so với ngày hôm nay, sẽ chỉ còn là những cơn mưa rào rải rác vào lúc chiều tối. Trong khi đó, thời tiết và tình trạng biển dần ổn định trở lại tại khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa với gió trung bình, thời tiết ít mưa. Riêng khu vực quần đảo Trường Sa còn có mưa rào và dông rải rác, làm tầm nhìn giảm thấp và là đề phòng có gió rất mạnh trong mưa dông. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết xấu đang tập trung tại các tỉnh miền Bắc trước những diễn biến khó lường của cơn bão số 1. Người dân cần chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ các công trình, thủy lợi, có những phương án tốt nhất để ứng phó với những diễn biến phức tạp của tình hình mưa, bão lũ, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản. Khép lại bản tin sẽ là chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành trên cả nước vào ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại!